Dù mới chỉ xa bố nửa năm, nhưng khi con gái bất ngờ trở về nhà và tiếng gọi "Bố ơi, về ăn cơm" đầy thân thuộc khiến ai nghe cũng rưng rưng. Bố ơi, về ăn cơm! Bố Cường ơi, về ăn cơm! Vâng. Mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Chắc hẳn ai cũng bất giác thấy bóng hình của mình đâu đây. Đó là hình bóng khi còn nhỏ, còn được ở trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Là những lần chạy đi gọi bố về ăn cơm như vậy, nghe thôi mà sao thật nghẹn ngào. Gia đình là vậy, vẫn luôn là nơi ấm áp và thiêng liêng.